này luộc ba nồi như này. Wow, thịt má chì không các bạn ạ. Chiên lên, chiên được không? Quan trọng là cái mắm, quan trọng nhất là cái mắm đó. Ăn ngon hay dở lửa cái mắm đó. Chứ cái thịt luộc thì ở đâu cũng lấy được. Đâu, đúng ở đâu à. Cho chị hai chai mắm nó đi. Cái chai này ít nước này. Ít nhưng mà nó thơm. Nó thơm, cũng không những chai này nó thơm. Mắm vậy là xong rồi. Như vậy là mắm là xong rồi hả? Đúng rồi. Đây là cái quan trọng mắm nêm của cái món bánh cuốn trắng cuốn của mình ha. Mắm nêm giò. Đúng rồi. Bánh trắng cuốn Đà Nẵng là quan trọng nhất là cái nước chấm này nè. Mắm nêm. Thơm nhỉ, để làm cho em thấy nó thơm, nó không có bị mùi hôi mùi mắm mà thấy nó. Như này là vừa ăn rồi đó, có nghĩa là ai thích ăn ngọt thì thêm chút xíu nhưng mà hầu như là cũng vừa rồi, nó có đủ độ mặn ngọt chua trong rồi. Ồ nhìn nó có đồ sánh sánh nhẹ vậy nhỉ. Đó có. Tại vì trong rồi đã đủ đầy đủ gia vị nào là thơm, tỏi, ớt. Với cái mắm này nó cũng đặc rồi. Vâng. Đây là quán Tứ Hòa, bánh tráng cuốn thịt heo, bún đậu mắm nêm, bún đậu. Địa chỉ là số 40 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25 quận Bình Thạnh nhé các bạn. Ở bên cạnh thì mình thấy có số điện thoại của quán đấy. Như vậy thì thành ra ở đây là người ta có bán thêm cả món bún mắm nêm và bún đậu nữa các bạn ạ. Có cả bún chả Hà Nội luôn. Rồi nha, nói chung ngày hôm nay chúng ta chỉ đi ăn món bánh tráng cuốn nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng vào trong kia để xem là cái món bánh tráng cuốn ngày hôm nay có gì đặc biệt, có gì hấp dẫn, có đáng để cho các bạn thưởng thức nha. Mình vào nhé. Cái đặc biệt của cái món của mình ở đây là cái gì chị? Nó là đặc sản của Đà Nẵng á, đặc biệt cái mắm nêm. Nếu như là mắm nêm là cũng của Đà Nẵng luôn, mình nhập từ Đà Nẵng về. Vâng. Thì cái món của nó thì cũng giống như kiểu cũng tựa cái món ở trong miền Nam mình là bánh tráng cuốn trọng vàng phơi sương á. Vâng. Giống như là cái món đó nó tương tự, chỉ có cái nước chấm thì ở bánh cuốn trọng vàng thì nó ăn nước mắm. Còn mình là mắm nêm hoàn toàn luôn, có nghĩa là của mình là chỉ có dùng mắm nêm thôi. Vâng. Nhiều người mà không ăn được mà mắm nêm thì người ta xin mắm ngọt hay là mắm gì thì mình ăn, mà hầu như là 99% là hầu như mắm nêm. Mắm nêm tức là cái món này là cái đặc trưng của Đà Nẵng là cái mắm nó đúng. Đúng rồi, cái mắm nêm đó. Đấy, còn những cái thành phần khác ví dụ như gỏi cuốn, thịt cuốn là nó giống y chang nhau. Nó tương tự với cái bánh tráng cuốn Trạng Bằng của Tây Ninh á, nhưng mà cái bánh của mình thì nó khác. Thứ hai nữa của mình là có thêm cái bánh phở. Mình lấy cái tấm bánh tráng cuốn đó mình ép vô đó để cho nó làm cái đồ mềm á, giống như là bánh phở hoặc là thay bún. Vâng. Như kiểu là thường bánh cuốn là mình bỏ bún rồi mình cuốn cùng á, nhưng bên đây là mình là bánh phở. Vâng. Đấy. Giới thiệu các bạn đây là chị Trang nhé các bạn, đây là chị Trang chủ quán. Chị Trang xinh đẹp. Bên này là mình mấy giờ là mình có bánh tráng cuốn bán rồi chị? Bánh tráng cuốn thì thường khách là buổi trưa người ta mới ăn bánh tráng cuốn. Vâng. Trưa khách văn phòng chút hoặc là nhưng mà ăn cao điểm mà hầu như là buổi chiều tối. Tại cái này nó liên quan tới mắm thì khách ăn là vẫn kém, nhiều khi là đi làm nó không có mùi. Vâng. Cho nên là buổi chiều tối là khách nó không có liên quan đi làm rồi giao tiếp đông đúc này kia cho nên là nó sẽ dễ chịu hơn. Cái mắm nêm là hình như là cái mắm nêm là cái mắm cá đúng không chị? Đúng rồi, mắm bằng cá. Chứ mà mắm ruốc nha các bạn, mắm cá đó. Mắm cá. Cái này là mình là cá gì chị, cá biển hay là cá đồng? Cá này là cá biển. Cá biển ha. Cá biển. Đấy, bún mắm nêm cá biển. Quán mà tính ra là bán được 7 năm rồi. Nhưng mà cái chi nhánh này thì mình mới đổi địa chỉ thôi. Nghĩa là sau dịch mình chuyển cái địa chỉ 40 Nguyễn Gia Trí này, trước đây là nó nằm ở 188. Tức là ngày xưa nằm ở chỗ khác. Đường này luôn. Vâng. Đường này luôn nhưng mà nằm ở 188, 186, 188. Đấy, như vậy nha các bạn, như vậy là những cái bạn nào mà từng ăn cái món của chị rồi mà lâu ngày quá không thấy là chị nay chị đang dời về đây nhá. Dời cũng được gần năm rồi đấy. Rồi mình có đặt cái bàn hàng là cái biển hiệu là dời quán về đây không? Không. Sau dịch cái rồi chuyển mặt bằng lên xong đó rồi người ta cũng cho thuê rồi mình cũng không có ấy luôn cho nên khách cũng đi kiếm. Vâng. Có người đi kiếm cũng không ra, rồi vô tình đi vô đến này trời đi kiếm hoài không ra, vô tình thử anh nói có phải vậy không? Ở đây mình có những cái giá bán nó như thế nào vậy chị? Giá giống như bánh tráng cuốn thì mình có hai loại thịt, như thịt luộc với thịt heo quay, mà thịt luộc thì có hai loại là thịt đùi với thịt ba chỉ. Vâng. Thì trung bình một phần cuốn của một người ăn thì là 55.000. Vâng. Còn bánh tráng cuốn heo quay thì là 65. Vâng. Đấy, như vậy là có hai giá thôi. Đúng rồi, hai cái giá đó là như thịt luộc với lại heo quay. Vâng. Còn nhiều người không muốn ăn cuốn thì là ăn tô. Ăn tô thì có bún mắm nêm thịt luộc với bún mắm heo quay. Bún mắm nêm thịt luộc thì 40.000. Đấy các bạn. Quay thì 45. Như vậy là vừa có 4 mắm nêm, tức là mình dùng một loại mắm đó đúng không chị? Một loại mắm đó. Đấy, tức là vừa có 4 mắm nêm này, vừa có bánh cuốn nha, các bạn thích ăn nào ăn nha. Ở đây hồi nãy em thấy là có mấy anh app ở đây là chị, mình bán có những cái app nào vậy chị? Đúng rồi, Grab, Now, Bimin, 3 cái. Đúng rồi, nhưng mà có cái bên Loship với lại cái gì BB Food mới ra đó. Thì chưa có làm app, nhưng mà bên kia người ta liên hệ cho mình là người ta muốn cho người khách, có người khách đặt thì tự tới lấy thôi, chứ mình cũng chưa có đăng ký cái app đó. Nhưng mà vẫn có khách đặt cái app đó. Vâng. Dạ. Rồi mình bán trên app đó là cái giá nó có chênh lệch gì với sau ở đây không chị? Nói chung là nó cũng có nhỉnh một chút xíu, tại trên kia là cái chiết khấu nó cao cho nên là với lại đóng gói này kia nó nhỉnh khoảng tầm 50.000. Vâng, là mắc hơn chút xíu về cái phần 50.000 gì đó. Đúng rồi. Dạ. Đây là bếp. Đây là khu bếp nha các bạn. Đấy, ở đây mình thấy là chị đang chuẩn bị rất là nhiều cái phần như thế này này. Wow, cái này là mình chuẩn bị trước ấy chị. Đúng rồi. Cái này là phần gì đó chị? Cái này là cái bún thịt nướng. Bún thịt nướng. Đóng làm không kịp, ở ngoài kia đưa vào đây cho làm đóng đơn đây, còn những cái này là bánh hỏi này. Bánh hỏi này. Đấy, cái phần này mình bánh hỏi mình làm sẵn, tại vì cái giờ cao điểm làm không kịp phải đóng sẵn. Vâng. Ở đây mình làm sẵn cái này, nhưng mà khi nào khách có món là mình mới chặt thịt mình bỏ vô. À, tức là mình bỏ bánh hỏi bỏ sẵn trước ha. Ờ, bỏ bánh sẵn rồi rau với thịt bỏ xong. Ồ, vì ra có vẻ nó giòn nhỉ. Đấy, theo quay nhà tự làm nha các bạn, không có đặt. Bánh hỏi theo quay 50.000. 50.000. Đấy các bạn, đây là một phần bánh hỏi theo quay 50.000, các bạn tham khảo nha. Cái bếp thì nó không có quá rộng, nhưng mà đường cái vào thứ mình thấy nó rất là gọn gàng các bạn ạ. Đâu ra đó, không có kiểu lộn xộn. Bên này là có một chị đang cuốn chả. Cái này mình nghĩ là các bạn xem cái này sẽ có một số người nói là không đeo bao tay, nhưng mà thực sự nha các bạn. Cuốn cái này mà đeo bao tay thực sự không có cuốn được. Nó rất là khó cuốn, mà cái này là sống mà, chắc là mình còn chiên lại nữa đúng không chị? Có chiên chứ, làm xong rồi chiên chứ. Cái này còn phải dính bột mì để dính muối nữa chứ. Cái muối của nó đó. Đấy. Wow, các bạn ơi này. Rất là nhiều rau, ở đây chỉ dùng rất là nhiều rau trong một ngày luôn. Rau được rửa sạch và để trên cái nhà này hết à. Ủa cái bánh này là bánh gì vậy anh? Bánh ướt. Bánh ướt, ồ cái bánh ướt của mình nó đặc biệt nhỉ. Rất là mang về. Mình làm, mình gói, mình cuốn, mình cuốn hết. À. Vâng, tức là mình làm sẵn hết rồi ha. Là làm sẵn như thế này luôn. Đúng rồi. Một người ăn là như thế này đấy. Người ăn còn nhiều rau nhỉ? Đó, rau nhiều chứ. Vâng. Đó, đúng không? Tức là đây chỉ làm sẵn hết rồi các bạn. Đúng rồi. Để làm cho nhanh chứ không kịp đâu. Thông thường mà những cái quán nào mà người ta tự tin người ta cho vô bếp quay cái này là quán đó người ta lại trong bếp người ta lại sạch sẽ, người ta mới tự tin người ta dám vô quay. Ở đây thì mình thấy cái bếp của chị là gọi là nó không có quá lớn, không có quá rộng, nhưng mà đường cái mình thấy mọi thứ nó rất là gọn gàng và sạch sẽ. Ba bánh hỏi. Ủa chị ở đây em thấy có một cái mắm này là cái gì cơ? Cái này là cái tương ngọt, cái nó cũng đặc trưng ăn bún nêm á, nhưng mà cái tô á. Đó, tương này nó ngọt, tương này cũng nhập ngoài Đà Nẵng cũng cùng với mắm vô luôn á. Là ở đây là các công thức về theo quay các kiểu là mình của quán tự ra luôn chị ạ. Tự ra hết, tự làm hết. Cái phần này là bao nhiêu chị? 45 không chị? Phần bánh hỏi là 50. À, bánh hỏi là 50. Bánh hỏi nó mắc, cái bún mắm nêm thì 45. Vâng. Heo quay là 45, thịt luộc là 40. Nhìn rất là chất lượng các bạn ha. Rất là nhiều heo quay. Đó là một cái hộp bánh hỏi heo quay 50.000 nha. Đây là mắm thành phẩm. Đây là thành phẩm rồi. Đó. Thì nhìn cái mắm nêm của chị là thèm cà pháo. Đó. Cà pháo thịt luộc mắm nêm. Chị làm cho em một cái mẹt 3 người đó chị. 3 người là lấy cái mẹt to kia kìa. Ủa cái mẹt nào là mấy người? 2. Ủa 2 người mà mẹt to như vậy rồi hả? Tại vì rau nó nhiều. Ủa một người mà nhiều rau như vậy luôn hả? Một người là phải nhiều rau như này. Ăn cái món này là ăn rau mệt gì các bạn. Ăn rau mệt gì luôn, ăn không ngán luôn. Rồi các bạn lúc này mình thấy một cái mẹt to quá trời, mình tưởng là mẹt 4 người. Làm cái mẹt 3 người ăn á. Mình tưởng là mẹt 4 người, mình nói với chị là làm cái mẹt 3 người thôi, 2 người chỉ là nói cái mẹt đó mới có 2 người à. Còn đây là cái mẹt 3 người nha các bạn. Thập cẩm. Đấy, mình thấy lót của cái miếng lá chuối rất là đẹp. Trước mắt là mình thấy rất là nhiều rau, mình thấy ơn người đó các bạn ạ. Ăn rau mình thì đôi lúc mình đi ăn gọi là bún đậu mắm tôm các bạn, ít rau quá, mình đang ăn giờ thèm mình phải chiên thêm rau, nó hơi kỳ. Ba rọi là cái ba rọi rút sườn mà lấy cái đầu nạc dày dày này nè mới cắt máy nó mới đẹp. Ba rọi rút sườn các bạn ạ. Thịt nào cũng vậy à, đây là cái heo quay thì nó sẽ có khó cắt hơn là cái thịt luộc. Tại cái da của nó Mình cấp bằng máy này thành ra là nó đều đúng không chị? Đúng rồi, nó đều. Nó đều tăm tóc luôn các bạn ạ. Em thấy không, cái thịt này nó nóng cắt ra, cái thịt nó không đẹp bằng cái thịt mà cho lạnh chút là nó đẹp hơn. Tức là cái này cũng là thịt mới hết đúng không chị? Ừ, em thấy không, nước bánh ra đó, nó bánh ra mặt em á, thịt này nó đang nóng này. Vâng. Nước này nó ướt. Còn cái thịt này chị phải bỏ tủ cầm tiếng đồng hồ nó cắt nó sẽ đẹp hơn mà nó không có bị bắn nước ra. Đấy các bạn, là như vậy là khi mà các bạn ăn mà thấy cái thịt nó hơi mát mát một xíu là không phải là mình phải bỏ tủ á. Không phải thịt cũ đâu nha các bạn, là thịt mới hoàn toàn đấy. Ui. Mệt được chưa? Wow. Hoành tráng nha các bạn. Đó. Wow, có hoành tráng luôn các bạn ạ. Lên nước. Ủa chị, ở bên này em thấy còn các loại chả này là sao chị? Cái đó là bên đó là bún đậu đó. À, bún đậu rồi. Cái phần bún đậu này là nhiêu chị? Bún đậu đó là hai người phải không em? 105. Ui các bạn ơi, phần bún đậu tổng cộng 105.000 hai người. Rất là nhiều nha các bạn. Ủa tính là ở đây chị bán giá bình dân các bạn ơi. Cái mẹp to chả má luôn mà có 105.000. Nếu mà ăn đặc biệt là sẽ có dồi sụn là 140. Vâng. Là có dồi sụn luôn á. Các bạn có thể quan sát một cái phần bún đậu mẹt 105.000 nha các bạn, ở quán nha, rất là nhiều. Hai người ăn là non nê luôn. Gọi là non nê luôn đó, gọi hơi pha luôn đấy. Còn đây là cái mẹt ba người. Cái mẹt này thì có giá là 150. Ôi, nhiều quá các bạn ơi, cực kỳ nhiều luôn. Ở đây mình thấy được cái chỉ cho nhiều rau và cái thịt chế sắt nhìn rất là ngon mắt. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới kêu ra một cái mẹt. Cái mẹt này là của ba người nha. Hôm nay mình đi team hai người nhưng mà mình gọi một cái mẹt cho ba người ăn cho nó đã luôn. Đấy, đây là một cái mẹt ba người này. Hoành tráng lắm các bạn ơi, cực kỳ hoành tráng luôn. Thì nó là một cái mẹt như thế này. Thì nó ở đây có thịt luộc và thịt heo quay nha, các bạn ăn cái nào tùy ý nha. Ở đây thì mình gọi cả hai thứ luôn. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7. 7 x 3 21, nói trong khoảng được hơn 20 miếng thịt như thế này. Ôi, miếng thịt ngon chưa. Cái này là thịt đùi nhá các bạn. Đây là phần thịt ba chỉ. Thực sự là cái bàn cũng rất là lớn các bạn nha. Thịt ba chỉ có mực có nạc. Và bên cạnh này thì còn có thịt heo quay. Các bạn đừng ăn cái phần nào ăn nha. Ăn kèm với nó, bánh ướt đây rất là đặc biệt nha các bạn. Bánh ướt đây mình thấy là thứ nhất là nó rất là dày. Nó dày hơn cái bánh ướt ở ngoài và cái thứ hai là người ta sắt vuông lại rồi. Ở đây có rất là nhiều loại rau, xoài, xà lách, rau thơm, các loại dưa leo, rồi dưa chua, giá. Và một chén bắp nêm. Ăn kèm với nó thì mình thấy ở đây người ta cho ba người thì có 3 sợi bánh tráng nha các bạn. Nói chung là cái cảm quan ban đầu là mình thấy nó rất là nhiều các bạn ạ. Thực sự một cái mẹt này là có giá là 150.000 nha. Mình thấy nó rất là nhiều. Ở đây thì lúc này á các bạn, rồi mình quay trong cái bếp á, mình thấy những cái phần ở đây rất là nhiều các bạn, phần một người cũng rất là nhiều, hai người cũng rất là nhiều, và đặc biệt đây là mình thấy người ta cho rất là nhiều rau luôn. Ăn rau không là no rồi. Đây là cái nhánh mắm nêm này. Thơm. Ở đây á, thì lúc này trong lúc nói chuyện với chị á, chị coi chị cho mình ăn mắm nêm là đầu tiên là mình nếm thử một cái coi vừa ăn chưa. Mặn mà ngọt. Trong cái hậu mặn có cái hậu ngọt. Hơi cay. Thơm lắm các bạn. Mà cái mùi thơm của nó là cái mùi thơm dịu dịu nha, không bị hắc mùi mắm nêm á. Chỉ ví dụ nếu mà bạn nào muốn chua đậm đà hơn này và vắt thêm cái tắc vào nha. Vắt thêm tắc và muốn ăn cay thì cho thêm ớt nha. Nhưng mà mình thấy cái này là vừa rồi. Mặn mà ngọt cay cay. Ôi cực kỳ đã. Đây là cái bánh tráng này. Đây nhá các bạn. Ăn cái món này nó đặc biệt lắm, không phải như thử mà ăn bánh cuốn bình thường là cuốn với bún. Còn đây là cuốn với cái bánh hỏi này, quên lộn, cái bánh ướt này, các bạn này. Tức là như thế này nha. Các bạn lấy một cái miếng bánh cá. Người ta để cho một cái sấp như thế này mình dính vô. Đấy, xong mình dở lên là cái miếng bánh tráng nó cái miếng bánh hỏi á, nó dính vô theo. Đấy. Miếng bánh hỏi nó dày ha. Đấy. Ây da. Được chưa? Sau đó các bạn này miếng thịt heo nó to. miếng thịt heo nó to bằng cái bằng nửa cái miếng bánh tráng luôn. Đấy, xong các bạn bỏ các loại rau vô tùy thích nha. Xoài, dưa leo, rau cải, dưa muối chua, cứ thương ít vậy đó. Đấy, cho giá vô, bắt đầu cho rau xà lách vô, cho các loại rau vô, cứ thương ít mà nó đầy cái gốn luôn rồi, bắt đầu cuốn lại. Chứ là mình cuốn cái này nó có vẻ hơi ô dề rồi các bạn ơi, hơi ô dề chút xíu. Mời cả nhà nhá. Mình cuốn này nó hơi ô dề cho nên là cái bánh tráng nó bị lép ra là cái bánh tráng khác cũng lại. Ui, cái mắm nêm ngon quá các bạn ơi. Đủ vị trong miệng. Mắm nêm quá ngọt. Ăn cái con là rau á, nó không có ngấy. Mắm nêm này mặn ngọt, trong cái mặn có cái ngọt, hơi cay cay, ồ tuyệt vời, rất là đã các bạn ạ. Wow, đây các bạn này, mình thử một miếng thịt không cái này nha, thịt chấm mắm nêm nha. Thực sự là đây là chỉ dùng cái thịt bản lớn đó các bạn, ăn nó đã lắm, có mờ có nạc, ăn nó mềm, thử cái nha, thử cái không cái nha. Mắm nêm này ngon quá các bạn ơi. Mình bán hết ba cái nồi này luôn hả cô? 9-10 nồi chứ lấy 13 nồi thôi. 9-10 nồi luôn đó hả? Rồi các bạn, một ngày cô bán hết 9-10 nồi mắm như thế này này các bạn. Địa chỉ chính xác ở đây là số 375 đường Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Sài Gòn nha các bạn. Đây là một quán bún mắm có khá là lâu rồi trên đường Lê Quang Định rồi. Đây là cái khu phía bên trong của quán này các bạn. Bên này là chỗ bán nha. Còn bên này là khu vực ăn này. Khá là rộng rãi thoáng mát. Rồi các bạn có thể để xe một bên hông luôn. Để xe trong nhà luôn các bạn ạ. Nhà cô là buôn bán mà, nhà buôn bán được cái nghề ngọt, nghề mặn gì cô cũng có bán hết á. Dạ. Bán của mình ở đây là mấy giờ là mình ra mình bán rồi cô? 8 giờ. 8 giờ. Rồi mình bán đến mấy giờ cô? 9 giờ tối. Đây là như vậy là quán của cô bán từ 8 giờ cho đến 9 giờ tối nha các bạn. Bán suốt luôn. Rồi. Giá bán này nó như thế nào vậy cô? Vừa đây mình có những... bình thường là 75.000, tôi đặc biệt là 85. Vâng. Còn nếu mà bỏ hộp á là 78. Thêm 3.000 tiền hộp đó, 78, 88. Như vậy là bỏ hộp nó thì mắc hơn chút xíu hả? Hộp là mắc cộng thêm 3.000 tiền hộp, rồi bỏ bịch là 75, 85. Rồi đặc biệt. Mình bán hết 3 cái nồi này luôn hả cô? 9-10 nồi chứ lấy 13 nồi hả? 9-10 nồi luôn đó hả? Rồi các bạn ơi, một ngày cô bán hết 9-10 nồi mắm như thế này này các bạn. Mắm này là cô dùng là mắm gì vậy cô? Mắm linh với mắm sặc. Mắm linh mắm sặc. Dạ. Thơm nó là đứng gần nồi mắm này rất là thơm. Một ngày là cô bán hết 9-10 nồi mắm như thế này nè. Ở bên này là cái khu vực để rau này. Đây là phần rau 2 người em, đây phần rau 1 người. Vâng, đây rau 2 người, đây rau 1 người. Cái này là mắm me. Đây là nước chấm. Đây là nước chấm. Đây là rau. Rau. Đây cái tủ để rau. Để rau. Ở đây còn thấy thêm ở heo quay nữa các bạn này. Mình thấy trong quán cô rất là nhiều rau. Ồ, rau để tủ sẵn này luôn hả? Đó, để sẵn tủ này đó. Dạ. Đấy các bạn này, thêm một tủ rau cô rất là sạch sẽ nha. Để trong tủ hết luôn này. Đấy, rất là nhiều rau. Rau đây là chủ yếu là thấy rau rau muống. Cái này là rau, cái này gọi là rau bông súng, rau nèo, rau đắng. Dạ. Rau muống, giá, rau thơm. Rau thơm, đấy. Ở đây là con thấy là bò bọc rất là nhiều. Vâng. Các bạn có thể quan sát ra gần miếng heo quay này các bạn này, nhìn miếng heo quay rất là ngon nhá. Đấy. À, đây nha các bạn, đây là cái menu của quán này, rất là đơn giản thôi, chỉ có hai loại, đó là bún mắm và bún mắm đặc biệt. Thì bún mắm bình thường là 75.000 và bún mắm đặc biệt là 85.000. Ngoài ra thì có một số nước giải khát. Đấy. Đây chỉ có hai tô thôi nha, chỉ có tô 75 và tô 85 thôi. Ở đây con thấy cái địa chỉ của mình là 375 mà sao tên món quán là 444 là sao vậy cô? Hay là ngày xưa tên quán của cô hồi đó cô bán cái quán cũ là cái quán đó là 444 3 số 4. À. Bây giờ là cô về qua cái địa chỉ nó mới này cho nên cô lấy cái tên là 3 số 4 luôn. Từ khách ta ăn quen rồi. Hồi xưa là bán ở 444. Đường là Lê Quang Định này luôn. Đường Lê Quang Định. Đấy. Tức là bây giờ là cô về 375 là cô lấy cái tên của theo cái giấy phép kinh doanh là 444 luôn. Dạ, là ngày trước cô về về đây lâu chưa cô? Cô về đây hồi đó cô bán ở bên 3 số 4 chỉ có 5 năm mà, rồi cô về đây mười mấy 20 năm rồi. Đấy, tức là ngày xưa là quán cô ở phía địa chỉ là số 444 đường Lê Quang Định. Thì cô giờ lên đây là đây thành số 375 nhá. Một cái tô nó sẽ có những cái gì để không? Bánh thái quay nè, mực nè, chả nè. Dạ. Cá nè, tôm nè. Cái tô đặc biệt là nó sẽ khác với cái tô bình thường là cái gì vậy cô? Nó nhiều mà thêm miếng mực với lại thêm con tôm. Dạ. Đấy, các bạn đang quan sát tô mực đặc biệt nhé. Hôm nay có nhớ là tô thường, tô đặc biệt. Vâng, tô đặc biệt là nó to hơn một xíu. Đúng rồi, đấy. Nhiều đồ ăn hơn. Dạ. Bún thì ăn đi là ghiền luôn. Ăn được ghiền. Rau trộn đi, rau trộn cho nó nóng. Chứ không phải là mình không có độ ngập mà. Không, ngập chút nó mới ngập. Nó nở ra coi nó cái độ ra. Ở đây có cân có lượng hết. Đó, vậy đó là đẩy nồi lại. Dạ. Rồi khoảng 2 giờ, cô đun 2 giờ ra rồi cô vớt thịt ra. Vâng. Cái nước này sao mình làm nước dùng luôn hả cô? Rồi, dùng luôn đó, nước dạ. Cốt đó. Rồi. Nó đặc ghê nhỉ. Ờ. Cốt là mai cô mới pha ra. Là phải pha ra bớt cho cô hả? Nhưng mà vì nó hơi đặc hả? Ừ. Dạ. Cái đó là nước cốt. Nó nèo. Cái này mình khi nào mình phải dành nước đá cô? Giờ là bỏ vô bao cho nó nguội dành phần đá. Phải dành đá mai cắt bằng máy mới được. Vâng. Chứ không dành đá không có cắt bằng máy được. Bây giờ là bỏ cái túi xong dành nước đá. Xong ngày mai bộ máy cắt. Dằn vô cái 2-3 thùng đá dằn luôn. Cái nước này mình phải pha thêm một nửa thôi nhỉ. Cái này con thấy nó đặc quá này. Không, cái này là nước cốt. Dạ. Ừ. Để pha chứ còn không có để nước này bán được. Pha không để này khó ăn không ha. Ừ, cái này là màu chát này cái gì? Vâng. Đấy, cái lồi nước mình luộc xong mà không có thấy cái cặn không ha. Cái này mình có bớt bọt mà con thấy không có tí bọt nào. Ừ, bớt chứ phải bớt. Bớt sạch nấu rồi. Dạ, nước dùng mà thấy sạch này, các bạn. Có thấy không? Không có một chút bọt nào. Không có bọt luôn á. Mình làm kỹ, mình lấy kỹ càng nên. Dạ. Bảo đảm luôn. Các bạn ơi, hôm nay mình đi ăn hủ tiếu nha. Hôm nay mình đang đứng ở quán hủ tiếu giò heo 262 này. Quán này thì bán từ sáng sớm nha các bạn, đông khách lắm. Danh là hủ tiếu giò heo 262. Dạ. Cái này là mấy giờ mình ra mình bán rồi cô? 5 giờ là có rồi. 3 giờ là cô dọn hàng rồi. Dạ. Nước sôi này kia cái nọ là 5 giờ là bắt đầu có. Bán tới 10 giờ. Dạ, giờ này đang giờ cao điểm sao mà con thấy đông quá. Đang giờ trưa này chưa cao điểm đâu. Em đi thứ bảy là đông nghẹt luôn ha. Đông nghẹt luôn. Dạ. Bán lâu rồi. Dạ, con đi qua đây thấy đông quá không biết chỗ nào ngồi luôn á. Đúng rồi. Là tính là mình bán giờ là nhiêu năm rồi cô? 42 năm, nếu mà năm 2022 là 42 năm rồi. 42 năm. Dạ. Trong này là toàn người nhà mình hết ha. Cháu chắc con cháu. Có 1-2 người phụ. Nếu mà thường ngày cao điểm mình bán nhiều nhất khoảng nhiêu cô? Khoảng dừa giò, dừa xương quát khoảng 100 kg. 100 kg. Dạ. Có khi những ngày lễ là phải hơn một chút. Tùy theo khách lại ăn ngày lễ thì người ta lại ăn nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà trung bình là một ngày thường là cô bán khoảng 100 kg. Dạ. Còn ngày thứ bảy chủ nhật là phải 101. Dạ, 101 luôn. Dạ. Giới thiệu với các bạn đây là cô Thái nha, chủ quán nha các bạn. Cái này 395. Cô bán là nhờ khách quen mấy chục năm nay rồi. Vâng, hồi xưa mới ra là cô bán ở đây luôn hả? Dạ, ở đây luôn. Đây là nhà cô hả? Lúc trước chưa có dịch á thì cô cho vô mời vô nhà ngồi. Dạ. Nhưng mà giờ có dịch rồi đâu dám cho vô nhà, tại vì trong nhà người lớn tuổi không mà. Dạ. Cho nên là phải qua cái dịch này mới vô nhà ngồi. Vâng. Chứ lượng khách cô đông mà ngồi như đây đâu có đủ. Dạ. Nhưng mà giờ mùa dịch đó phải chịu thôi. Dạ. Ở đây là mình có những cái giá bán như thế nào vậy cô? Thì tô bình thường là 35, tô lớn như cái anh này đang ăn là 40. Có hai giá thôi. Hai giá 35, 40. Tô hoành tráng quá nhỉ. Đó cái tô vậy đó. Ở đây là mình xài hủ tiếu là hủ tiếu gì vậy cô? Đó hủ tiếu dốt, mì, bánh phở, bánh canh, nuôi, mì dắt. Mì thì cũng 2-3 loại mì. Dạ. Nhiều người ta thích ăn mì này, ta thích ăn mì kia. Dạ. Cô bán đây là cô nhờ khách quen. Dạ. Mấy chục năm nay lại vậy á. Vâng. Cái này cô mình có giao hàng không cô? Có, ai đặt thì cái chỉ là chị giao. Dạ. Đây các bạn có thể tham khảo qua số điện thoại. Đó là có số điện thoại này. Số điện thoại đây nha. Có số điện thoại. Đấy. Mấy thôi chị. Cái lúc mình mới mở bán ra có đông như thế nào không cô? Không, mới mở bán cô bán cái bàn thấp lè tè ha. Dạ. Từ năm 81 thời đó là thời còn bao cấp mà đâu có được như bây giờ. Vâng. Thời bao cấp là mua thịt thà này kia cái nọ nó đâu có được. Nó có cô ha. Dạ. Cô bán ít lắm. Vâng. Nhưng mà từ từ cái bán thì ăn quen á, từ từ cái là khách hàng biết tới, khách hàng ăn. Dạ. Chứ lúc trước cô bán không có được đông khách gì đâu, nhưng mà từ từ. Dạ. Thế là tính ra là cái món này là do cô sáng lập ra ha. Dạ. Thì tự động lấy ra bán, rồi bày ra bán. Dạ. Đấy. Rồi chẳng hạn như mình bán được khách ăn người ta chỉ bảo mình một chút cái mình rút kinh nghiệm. Dạ. Có ở đây có khách nào mà ăn thường xuyên không cô? Có. Hai vợ chồng cái chị này là ăn thường xuyên nè. Dạ. Cái chị này ăn thường xuyên. Dạ. Mấy khách này cũng ăn thường xuyên hết, anh kia ăn hàng ngày kìa. Dạ. Có cái anh đang cầm cái thuốc á. Dạ. Anh ăn hàng ngày luôn. Dạ, hàng ngày luôn à. Dạ. Ở đây khách ăn thường nhiều lắm. Vâng. Đấy, đây. Là đây là toàn là khách mối không cô nhỉ? Khách mối ta ăn á. Dạ. Ai ăn khỏe lắm ăn được tô 40 á. Ai ăn khỏe lắm ăn được tô 40. Dạ. Đó, tô đó là 40. Dạ. Bình thường là 35. Tô 40. Tô 40 nó khác gì với số tô 35 cô? Thì nó tròn. To hơn. To hơn. Tô 35 bình thường là vừa đủ ăn đó. Làm này vất vả không cô? Trời cực lắm em ơi. Dạ. Từ 3 giờ sáng đó. Dạ. Mà tới 2 giờ chiều là mới xong hết. Là từ 3 giờ sáng 2 giờ chiều. Tức là mình làm xong. Làm xong xuôi á. Đó. 2 giờ chiều là xong, là nghỉ ngơi được mấy tiếng rồi. 3 giờ sáng mai là thức dậy tiếp. Vâng, còn 3 giờ sáng tí nữa là 10 giờ bắt đầu mình làm. Xong mình làm tới 2 giờ chiều. Xong là 3 giờ sáng. Nên hầm chứ, hầm tới 2-3 giờ chiều rồi nó mới mềm ra rồi mình mới bán được. Xong rồi đến 2 giờ sáng là dậy. 3 giờ sáng dậy mình chỉ hâm để thôi rồi mình pha nước lèo. Cực cô à? Cực lắm. Đấy cô. Hai cái nồi nước lèo hoành tráng quá nhỉ. Có hai nồi đó, nồi đại không á, không có nồi nào nhỏ hơn nữa. Vâng. Mà không có nồi nào lớn hơn hai cái nồi này luôn. Là lấy nồi lớn nhất rồi ha. Lớn nhất á. Một cái nồi nó khoảng 1000 lít đúng không? Không biết. Phải mua cái cỡ lớn nhất. Dạ. Không biết bao nhiêu lít thì cô không có biết, nhưng mà lớn nhất. Cô đang tính kiếm cái nồi bự nữa mà không có. Dạ. Cho nên thành thử phải nấu hai nồi rồi. Vâng. Đấy. À, nếu mà có bạn nào, anh nào mà xem clip này á, mà làm bên cung cấp nồi á, thì có thể liên hệ với cô nha. Cái số điện thoại thì lúc này mình có quay rồi. Có thể là liên hệ cô tư vấn cô cái bếp hoặc cái nồi gì đó. Cái nồi là cái nồi lớn nhất, là nồi đại rồi đó. À. Để tiền chị ơi. Dạ, đó, đây khách hàng thân thiện của tôi đây nè. Dạ. Dạ, cảm ơn. Anh ăn lâu lắm rồi đó. Dạ. Khách mối ha. Ăn dạ. Quen ở đây luôn. Dạ. Ở đây nói đúng ra cô nhờ khách quen. Dạ. Rất là nhờ khách quen đó mình bán. Rồi mình kiếm khách thì kiếm họ cho nó đàng hoàng thì người ta ăn người ta quý lắm. Vâng. Sài sẻ rồi đàng hoàng không? Mà một câu cảm ơn cũng không có mất, nhưng mà cô đây cô bán ngày 500 tô là từ cái miệng cô ra 500 lời cảm ơn. Câu nào cũng cảm ơn cả cô nhỉ? Câu nào cũng. Đấy, một tuyệt kỳ bán hàng nha các bạn. Đừng tiếc một câu cảm ơn. Không có tiếc câu cảm ơn. Dạ đúng rồi. Mình đâu có mất tiền mình mua đâu em. Dạ. Cho nên mình cảm ơn cho người ta khách vui. Vâng. Người ta khách ta cũng nói tới thích rồi lại đi ăn là điệu ngay là mình tiếp đãi, mình coi khách hàng là thượng đế. Vâng. Nhiều khi thợ thuyền nó làm sai gì là cô bắt nó làm lại hết. Dạ. Thì chẳng thà mình chịu thiệt chứ mình không có để khách chịu thiệt. Vâng, quý quyết đấy các bạn ạ. Chính vì vậy khách quen của cô rất là nhiều, khách mối của cô rất là nhiều. Cái này qua nãy hả? Không, cái đó đâu bằng 3 bằng 4 gì giò mềm á. Có quy đúng không? Vô quy mà. Hả? Không bằng quy giò mà em đây. Rồi cái này của em. Dạ. Em kia có ăn luôn không? Có hai tô luôn đó chị. Rồi của hai em. Có mà bỏ phi đủ rồi. Nè giò không phi nè. Trả cái giò nó lại đây. Giò luôn. Trả cái giò này. Ở đây mình có hủ tiếu khô và hủ tiếu nước hả chị? Dạ, đúng rồi em. Chị cho em một cái khô một cái nước nha. Rồi hai tô đó tô khô tô nước. Này là tô này là 40 không chị? Tô này 35 anh. 35. Dạ đúng rồi. Tô 35 mà to quá nha. Dạ 35. Còn 40 là có tô tròn kia kìa. Cái này là 35.000 nha. À, rồi cả nhà ơi, như vậy đây là mình mới kêu ra hai phần này, một phần hủ tiếu khô và một phần hủ tiếu nước. Hôm nay thì mình kêu tô mắc nhất ở quán đây là giá là 40.000. Đây các bạn có thể quan sát qua một phần hủ tiếu 40.000 này. Một cái tô nhìn thôi là thấy ngon mắt rồi. Đấy, thì một tô 40.000 thì giống như một tô thập cẩm đấy các bạn ạ. Có thịt bắp này, này là thịt bắp heo á. Rồi là hủ tiếu, rồi là một cục xí quách, hành phi, tỏi phi, rồi là nói chung là rất là thơm các bạn. Một tô rất là lớn như thế này này. Giá là 40.000 nha. Ăn kèm với đó thì mình có làm một cái nước chấm này. Cái này là nước mắm ớt tỏi. Ở đây thì có cái món tỏi muối rất là ngon các bạn ạ. Mình thấy rất là hấp dẫn. Các bạn ơi, trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đi ăn món bún thịt nướng nha các bạn. Ở đây là một cái điểm bán bún thịt nướng khá là nổi tiếng ở khu vực đường Chu Văn An. Bán được 10 năm hơn 10 năm rồi. Ở đây thì có bún thịt nướng, nem nướng và bò lá lốt nha các bạn. Hôm nay thì mình đến lúc này đang là gần 12 giờ trưa rồi. Bây giờ thì quán đang bán cho buổi trưa, quán này bán rất sớm. Bán từ 5 giờ sáng lần. Bây giờ chúng ta chỉ cùng vào tới trong tìm hiểu thêm một chút xíu xem bún thịt nướng đây có gì đặc biệt, có gì hấp dẫn nha. Và nắng để cho các bạn quan tâm thưởng thức không nha các bạn. Mình vào bên trong nha. Đây mình thấy chị đang bán liên hồi luôn. 7 mấy cây hơn nè, em đã đem lên cho thảy qua cho cô đi Nam ơi. Rồi, 3 hộp kia chung và hộp không hành để riêng. Thì rất là ngon mắt các bạn ạ, cực kỳ ngon mắt luôn. Nó sẽ có nèm, thịt nướng và bò lá lốt luôn chị. Đó là hộp đầy đủ. Đúng rồi. Ở đây mình có hộp đặc biệt không chị hay là chỉ có thêm phần thôi? Thêm phần, ví dụ mình ăn thêm thịt thì bỏ thêm. Dạ. Đây, uống. Dạ. Ôi rất là hấp dẫn các bạn ạ. Hộp nó đầy áp luôn. Thì ý là mai gọi thầy mấy lần thầy không bốc máy mai tự ái. Trời ơi, đâu được con nhà tôi này chị. À, nó chọn cái tên cái cô thì đúng là ngoài mà người ta họ rất một họ riêng. Tự ái là cái gì trời, người ta nhiều việc mình thì đó mình tự ái, mình có việc mình may cho đi chuyện mình có việc mình quạt rồi ra được lúc này. Bán hồi nãy thì nhiều quá. Dạ. Cái này là mới vừa. Em biết sao không? Dạ. Đồ bên anh là bán cái đâu nướng cái đó chứ không phải là nướng sẵn. Vâng. Là ví dụ ai ăn vô cũng đẹp đều là nóng hết. Dạ. Tại vì bún nướng bắt buộc phải nóng. Vâng. Còn nguội quá này nó đâu có ăn. Ăn nó lạnh quá mất ngon. À, đúng. Dạ. Đấy. Chứ một chút nữa em cứ ăn tô bún bên anh khác, em ăn chỗ khác nó lại khác. Dạ. Độc quyền ở đây là nó đặc biệt hả? Là đặc biệt nóng ha. Dạ. Không phải nóng, ăn vô đồ mình ướp rồi, gia vị mình ướp. Vâng. Tại vì cái này là người nhà mình làm không? Dạ. Không có lấy của người ta. Dạ. Rồi cái của mình là gia vị của mình là nó giống theo cái cách là từ Nam chí Bắc ai cũng ăn được. Vâng. Là cũng đều hạt khẩu vị hết á. Dạ. Ví dụ như có nhiều người người ta kén ăn mà nhưng người ta tới đây rồi ta ăn một tô hai tô ăn hoài ăn hoài ăn hoài. Vâng. Ăn được là nhớ luôn nha. Dạ. Nhiều người phụ nữ người ta nói là người ta kén ăn lắm mà dạ. Tới đây lại vâng. Nó hạp khẩu vị. Dạ. Ở đây hình như là em thấy cái này là cái bò là mình cái heo này là mình ướp trước rồi anh. Heo này là mình ướp rồi ở dạ. Nhà mình ghim luôn. Dạ. À, tự nhà ướp luôn. Vâng. Tự đó là ở xã. Dạ. Đã tự ướp hết. À. Cái này cũng vậy luôn, cái này cũng là tự nhà mình làm hết. Dạ. Tính ra là mấy giờ mình ra mình bán cái này này. Quán của đây là 5 giờ sáng bán tới 6 giờ rưỡi chiều. Wow. À, bán suốt luôn không nghỉ. Bán suốt luôn. À. Dạ. Thơm nha, công nhận đứng lò nướng này, đặc biệt cái lò này chế cái trụ này mà nó nhỏ nhưng mà nó đường cái nó không có nó không chiếm diện tích. Vâng. Nó không có chiếm diện tích. Dạ. Tức là tại vì cái của mình mà tại cái địa phận của mình nó nhỏ quá mà mình nghiên cứu ra bự quá là nó chiếm diện tích. Dạ. Cái này là chú vừa nướng vừa đẩy xe. Vâng. Hay thật đó. Cái đông ngày nào bán đông đó. Dạ. Cái dù này đặc biệt thế và nó nhỏ thôi nhưng mà nó gọn. Có cả bếp nướng các kiểu luôn mà nó không có bị vung vầy ra nó. Đấy, cực kỳ thiết kế cực kỳ hay. Bên kia nướng nem thì nướng nem, còn dạ. Bên này là vừa thịt. Dạ. Đó. Ở đây ví dụ như mình bán cái bò này mình bán làm sao? Bò này là một cục 16.000. Một cục. Một xiên như này là bao nhiêu? Một xiên là 36.000. 36.000. À, một cục 6.000. Wow. Còn cây thịt này là một cây 15.000. Vâng. Đó, cây nem cũng một cây 15.000 luôn. Dạ. Rồi nem ở nhà mình cũng làm luôn, ở nhà làm hết á. Làm hết luôn, nhà mình làm hết luôn. Làm hết. Wow. Có lấy của ai. Tức là từ bò lá lốt cho nem tất cả mọi thứ làm hết luôn. Làm hết. Wow. Thì biết sao em đi lấy của người ta thì cái lợi nhuận nó không được cao. Vâng. Mình lính của mình ra ngoài là ở đây là 7-8 người. Vâng. Là chưa tính hai vợ chồng nữa là 10 người. Là 10 người. Wow. Chạy nhiều lúc đuối luôn. Dạ. Đuối luôn các bạn ạ. Thế là nếu mà 5 giờ bán rồi mà nếu mà chuẩn bị đồ này chắc phải chuẩn bị từ ngày hôm trước anh nhỉ. Không có, ví dụ như bây giờ mình bán vậy nè. Dạ. Là ở dưới đó là ướp sẵn hết rồi. Vâng. Ướp thịt sẵn hết rồi, bắt đầu là có người ướp ở trong. Cũng mấy người này luôn. Dạ. Là bà xã mới ướp xong xuôi rồi bắt đầu tới chiều. Thì chiều là buổi chiều rồi nó giãn. Vâng. Nó giãn khách, nó cũng không có dồn dập bằng buổi sáng rồi buổi trưa là nó dồn buổi chiều nó giãn thì 2-3 người ra làm sao vừa ghim thịt vừa cuốn bò. Dạ, tức là bán tới đâu là hết tới đó, bán tới đâu là hết tới đó luôn. Đó, dạ. Tức là phải làm trước một ngày các bạn, tức là ngày hôm nay là làm gối đầu cho ngày mai rồi. Ngày mai đó. Dạ. Đó không phải là quán của mình là phải bán mình canh sao cho nó hết đồ. vâng. Để qua ngày hôm sau người khác ăn lại ngon. Dạ. Không gần dồn. Ví dụ như bây giờ anh tới anh ăn, anh chờ được chút xíu thì anh có đồ ăn ngon. Vâng. Nó chứ không phải như giống như mình làm ào ạt ra để đó thì nó ra lại ăn ta không ngon, ta đi một lần ta đi luôn. Dạ. Ngày bát bao nhiêu hộp cô? 500-600 á. 500-600 hộp luôn hả? Ôi trời ơi các bạn ơi. Cô tên gì cô? Tên Thảo. Cô Thảo. Một cây hộp. Đây là cô Thảo thánh bút. Một cây hộp nó đầy. Đây hết rồi thêm nữa. Quá trời luôn các bạn ạ. Đây là cô Thảo thánh bắt bún các bạn. Đây là anh Minh thánh nước. À, thánh ghim còn anh đây là anh Nam là chuyên môn đứng nướng nè. À, thánh nước. Nướng cây nào cái nấy nó đang tụi lui. À, ở đây là xếp xì hết. Xếp xì. Thịt ướp này kia là ướp toàn bộ hết. Đây là trùm cuối là đây là trùm cuối. Ủa bữa nay mình lên đâu coi được? Dạ, chị lên kênh YouTube Idol gì, Facebook hoặc là TikTok đều có nha chị. Rồi đây mình có bán con đi app nào không ta? Có em, đó app trước em, Grab rồi Now rồi là có đủ cả. Có đủ, củ kiệu ở nhà mình cũng làm luôn. Vâng. Nói là thấy luôn ở đây. Ừ. Có gì người ta làm không? Không có lấy. Không lấy à? Ờ không lấy, tại vì anh nói với em nè, cái đồ mà em lấy về á là cái gia vị nó không đúng theo cách của mình. Vâng. Thì mình bán bún thịt nướng á, đúng là cái gia vị mình nêm sao mà người ta hạp ăn của mình. Dạ. Đó, người ta ăn vô vừa miệng. Vâng. Đó. Còn ví dụ như mình lấy về thì người ta làm đâu có vừa miệng đâu mà lấy về mình ăn của nó là vậy. Menu nha các bạn. Ở đây thì mình thấy là bún thập cẩm thì 40.000. Các phần cuốn là 50.000. Ở đây thì ngoài ra thì mình thấy người ta còn bán nem nướng theo ký nha các bạn. 1 ký là 500.000, bò lá lốt của 1 ký 500.000 luôn. Rau thêm là 5.000, bún thêm là 5.000. Rồi nha, đây là cái menu các bạn có thể tham khảo qua nha. Đây là một tô bún thịt nướng. Tô này là bao nhiêu vậy chị? 40.000. Đây là một tô bún thịt nướng 40.000 tại quán nha các bạn. Của em nào một hộp. Rồi cho thịt vô đi. Cây nữa, đó cây đó được rồi, đó cây đó được rồi. Đến giờ cao điểm là phải coi cái tăng cường. À như vậy là đây là mình còn có thêm món bò đá lốt cuốn hả chị? Đúng rồi. Dạ. Cuốn xế. Cuốn thêm. Ôi, hấp dẫn quá các bạn ạ. À. Cái phần bò này là nhiêu chị? 55.000. 55.000. Cây này không thì là 36.000. Vâng. Không có rau rồi là 36.000. gân, xương gân, thịt, toàn cái cốt không à. Yeah. Nước nó mới ngon rồi, tự ăn nhiều quá. Và nước nó mới ngon. Cái này là xong rồi cái mình bỏ qua này mình ngâm cho nó thấm. Hai nồi riêng biệt hai bên đó nha. Đúng rồi. Là cái này nước này hầm. Và. Xong bỏ qua đây là bắt đầu mình nấu, mình bỏ đồ nêm đầy đủ trong đây. Và. Rồi xong nó đưa qua nồi bên kia bán. Ồ, tức là qua ba nồi. Đúng rồi. Là qua tới bên cái nồi thứ ba là bán. Và. Còn nồi này chỉ để ngâm mấy cái cho nó thấm. Tại cái này nước thôi. Và. Nước hầm thôi nên nó lạc. Mình đổ qua kia cho nó thấm vị. Bên này nước cốt, bên kia nước nêm. Đúng rồi. Dạ. Mấy này mình hầm nó có vẻ mềm hết anh nhỉ? Hầm nó gần mềm, mình bổ bên kia mình ngâm thêm một lần nữa, một tiếng gì nữa để cho nó lúc đó là nó mới mềm, nó mới thật sự là mềm. Còn này là nó còn hơi mùi tí. Và. Để mình bổ qua kia nó không có gục, nó có đây mà mềm bổ qua kia là nó gục luôn. Và. Tức là vừa cái này vừa tới thì đúng không anh? Vừa tới thôi. Tính ra là mình làm cái bán bún bò được nhiều năm rồi anh? Lâu lắm rồi. Mình mở ở đây là ở tại địa điểm này là 5 năm chứ thực tế cái bún bò mình lâu lắm rồi. Dạ. Từ thời bà mình tới giờ. À, là ngày xưa là mình bán cái bún bò này rồi. Là bà từ thời của bà tới mẹ mình. Dạ, xong bây giờ tới anh. À. Dạ. Như vậy là ba đời rồi, bà đây là quán bún bò ba đời rồi. Ngày xưa bà ngoại hồi cái thời bà ngoại mình ngoài Huế. Rồi. Là ngoại mình có công thức rồi, là mẹ ngoại mình nấu, ngoại mình làm xong rồi cái giờ sau mới đưa cho mẹ mà mẹ mình thì thời gian đầu thì mở ra làm ở bên Thủ Đức đó. Vâng. Rồi cái về sau mẹ mình bận quá không làm nữa, mẹ để cho cậu làm. Yeah. Rồi mình bây giờ mẹ mới mở ra chính thức là mở lại cho mình làm. Vâng. Như xưa là để cho cậu làm rồi cậu làm bên Thủ Đức đó. Yeah. Đấy các bạn, tức là quán bún là tính là do bà ngoại của anh Phước là người gốc Huế làm luôn. Như vậy là quán bò này là bún bò chính gốc Huế các bạn ạ, bún bò Huế chính gốc Huế luôn đấy. Nhưng mà cũng có thay đổi theo vị của miền Nam để mình bán cho nó phù hợp với người ở đây ha. Đúng rồi. Yeah. Mình nấu theo cái dạng nó lai với người miền Nam á. Yeah. Cho dễ ăn. Và. Ở đây tại mình bán trong này mà. Yeah. Chứ thực sự nói Huế có nhiều người ta đâu ăn được cái món chính gốc của Huế đâu. Và. Huế nó khác, nấu nó ăn nó đậm hơn tí. Đậm hơn đúng không? Đậm đà hơn. Nó đậm từ mùi cho tới vị. À. Còn người Nam mình là ăn, người ta là ăn nó hơi ngọt tí. Hơi ngọt chút xíu. Ừ. Còn người Huế thì lại không ngọt. Người ta lại ăn mặn. Và cái mùi mắm nó lại nhiều hơn nữa. Tức là cái hình thức nấu thì y chang luôn, nhưng mà nó cái vị thì nó mình, đúng rồi, nó điều chỉnh cho nó phù hợp với đa số dân trong này ha. Mình điều chỉnh cho nó phù hợp với khẩu vị của người miền Nam. Dạ. Đấy. Để khẩu vị mình người nào cũng ăn được. Dạ. Nhà cái quán mình là có đặt có nhận đặt hàng mang về không anh? Ví dụ như là một cái văn phòng ở đó người ta gọi tới quán nhiều lắm. Bệnh viện đồ đặt mình nhiều lắm. Bệnh viện dạ. Bệnh viện rồi người ta đặt lần 50-70 phần, có lần đặt cả 300 phần rồi. Dạ. Cái này là siêu quách mình đã ngâm rồi đó, đã ngâm qua nước lèo rồi đó, thơm. Ở đây là có thấy cái giá của cô nó khá là bình dân là 32.000. Đối với cô bình thường mình có điều tí này tăng giá gì không cô? Thì nói chung là thời điểm năm nay cô lên 2.000, cái năm trước cô bán có 30 là nạm trả. Năm nay đồ nó lên thì cô lên 2.000. Nói chung nó lên thì cô cũng lên nhẹ lắm. Lên theo cái dạng mình bán lao động mà mình bán theo cái dạng số lượng nhiều, chứ không là nhiều bán số lượng nhiều. Đây. Bán về này 100.000 ký. Cái này đang bán về ha. À, bán về đó 100.000 ký. 100.000. Thì 2 ký rồi. Đây có 100. Đây là một cái phần 100.000 là 2. Cái này 2 ký 200 là 200.000. Ừ. Ồ, các bạn em mua bịch này về với nước lèo về là làm cái lầu là quá tuyệt vời luôn. Thích ai ăn rau thì mình bán rau thêm, còn không thích thì mình tao mua về tao nấu cải tăng. Anh chờ em chút xíu được không? Các bạn đây nè. Đây là các bạn cứ tưởng tượng là một cái nồi lầu 200.000 mà rất là nhiều như thế này này. Nhiều, rất là nhiều cái quách như thế này này. Mình nói nghĩ là đây nồi lầu là chất lượng nhất Sài Gòn luôn đấy. Thêm ra mua thêm bó rau nữa là về là cái nước lèo ấy có sẵn rồi. Thêm 50 vừa rau vừa bún nữa. 5 người ăn thoải mái, 200.000, 250 thoải mái luôn. Thế là tính ra là mua này về ăn lẩu là tuyệt vời cô nhỉ. Đúng rồi, cái này mà ăn lẩu là ý luôn. Thơm. Thơm cực kỳ luôn. Thơm lắm. Nước này nước cốt của bò các bạn. Đúng rồi, rất là thơm. Dạ. Luộc nãy đó, giờ đem mới nấu nha. Nãy nấu rồi. Ở đây nãy giờ mình để ý là mình thấy là mọi thứ ở đây người ta dùng các bạn là ảnh toàn dùng đồ inox không à. Rất là kỹ. Vâng. Mình đến một số quán thì mình thấy là người ta dùng các cái xô nhựa hoặc là cái gáo nhựa, nhưng mà đây mình thấy là ảnh dùng toàn đồ inox không à, rất là kỳ. Rồi múc nước rồi cũng inox đó. Dạ. Về cái phần bún thì mình chưa ăn, mình chưa biết thế nào, nhưng mà về phần sạch sẽ thì mình thấy khá là sạch sẽ đó các bạn ạ. Tức là bây giờ mình chăm cái này, mình sang cái này mình nấu lại một lần nữa mình nêm. Đúng rồi. Xong là mình mới đưa sang bên kia là bán không anh? Đúng rồi. Qua đây cái mình nêm cho nó chuẩn vị xong đó là mình đổ khi mình bán. Vâng. Cái này mình làm mình dùng bằng nồi điện ha, nó sạch sẽ ha. Điện hết rồi. Ngày xưa là không có nồi điện này á, là nấu bằng lò than đâu, khi nó bụi ha. Dơ nữa với lại nó than nó độc quá. Dạ. Nay bằng lò điện nó sạch sẽ. Ừ, sạch. Với lại mấy cái này lửa mình có thể mình chỉnh được. Được chỉnh được không anh? Thành giờ các kiểu ha. Ừ. Cho nên là nó hầm nó giống như nồi áp suất cho nó hầm nó mau hơn. Rồi, nó tiện hơn. Đúng rồi. Hôm đó mà đứng đây cái nước dùng mà chưa có nêm gì hết luôn á, mới có nước luộc thôi rồi. Nó bốc đây là rất là thơm rồi. Nghe mùi xương, mùi thịt bò ha. Cái luộc đây nhà mà nấu là nó rất là ngon, tại vì ngày khác cô Điệp. Dạ. Lộc cử. Ngày luộc ba cũng tới chiều lộc cử, giờ này cử. Dạ. Là ngày luộc ba cử thịt như vậy. Cho nên là nước dùng là toàn là từ xương mà thịt không có hả? Còn xương thịt trong tại vì nước mình nấu bằng từ xương từ thịt. Bán ngày đông nó bán được, bắt ngày bán 60 kg. Vâng. Một lần gì là 20 kg, còn được 3 lần là 60 kg. Đấy các bạn ạ, lúc này mình rất là ấn tượng với cái phần mà xương cái này gọi là xương gọi cái gì không? Cái này xí quách. Xí quách các bạn. Xương đó. Xí quách sườn của cô các bạn ạ. Lúc này tôi được 3 củ, củ 20 kg, 3 củ là 60 kg này. Vâng. Rồi răng. Cứ sáng lượng cử. Dạ. Trưa lượng cử, chiều lượng cử. Đó giờ là cử chiều này. Vâng, rất là tối. Vâng. Đấy, mình rất là ấn tượng với cái phần mà xí quách của tập 200.000 đó các bạn. Mua cái phần nó về và ăn đúng là tuyệt vời. Đấy. Cô bọc thấy không? Cô bọc có đậu đây. Vâng. Nó vừa sạch là vừa không bị khô cô ha. Không khô mà nó không bụi bặm. Dạ. Đấy. Mà ăn cộng rau nó giòn luôn, rau này cô đặt á, cô mua cô đặt không có mua đâu. Vâng. Đây các bạn này, mình thấy là rau cũng bọc này, rồi bún cũng được bọc rất là kỳ này ha. Còn đây là những cái bọc mà để chuẩn bị cho mang về. Để đem về, để làm sẵn lên để đem về. Vâng. Cái này là giò heo nè. Dạ. Cái này khoanh nè. Vâng. Còn cái này móng. Giờ quay cái này là khoanh gân, có giờ quay gân mà tại vì bán hết mấy cái khoanh gân rồi, còn nạ quay nạc không à. Tức là giò là mình có giò gân và giò nạc thôi ha. Giò gân, giò móng. Dạ. Đầu gối. Vâng. À. Còn bên này là còn này là chả bò. Chả bò cái này nhà mình làm luôn, là mình đặt nhà ta cô. Cái này người Huế ta làm. Dạ. Dạ. Rồi bên này là chả cua. Đây chả cua. Ồ, gì miếng chả cua ngon quá. Ngon lắm, chả đây ngon. Dạ. Huế làm. Đó. Huế cũng bà con làm đó. Dạ. Trong này là gân cô ha. Đó này gân bò. Vâng. Gân này ngon lắm, gân này ăn trong này. Gân này mình làm lại cho nó giòn được không cô? Đúng rồi, mình đông vậy nó giòn. Vâng. Mình đông vậy nó giòn, nó ngon. Ở đây con thấy mà tôi sắp xếp thì nó gọn gàng sạch sẽ. Còn cái này là cái này là đuôi bò. Đuôi bò. Đuôi bò. Đây là đuôi bò. Đó, đuôi bò. Đuôi bò. Đây này làm, ở đây mình bán làm nhiều cô nhỉ, nãy giờ này con thấy trong kia là quá trời làm luôn. Nói chung mình bán đông mà, bán theo dạng bình dân mà, bán lời theo cái dạng số nhiều chứ đâu có lời nhiều. Vâng. Ở phải bán có khách đông mới có lời, chứ bán vắng là chết luôn. Dạ. Ừ. Bán mà vắng là chết, phải bán đông mới được. Rồi đây là cái nồi nước dùng rồi các bạn. Đây là mỡ nổi này ngon lắm. Mình bỏ cái mỡ này vô làm gì không? Bỏ cho thơm, với lại ngon, nhiều người ta thích ăn nó giòn giòn, ăn rất là ngon. Dạ. Nhiều khách ta thích ăn mỡ nổi. Vâng. Đây mỡ nổi. Thơm quá, đứng gần nồi nước lèo này đúng là thơm, lại còn một mùi thơm khác nữa. Còn cái này là sả nè. đó, xả nè. Dạ. Đó, xả này, ba rô nè. Hành á, hành ba rô. À, hành ba rô. Dạ. Đó, xả, đó. Thơm quá. Tự dưng các bạn này, ở ngoài trời đang mưa như thế này này, mà đứng gần cái nồi nước lèo nó thơm thế này, đúng là chịu hết nồi luôn. Tự dưng cái bụng nó cồn cào. Chút vô ăn khô. Dạ. Thơm quá. Đấy. Dạ, hôm nay mình tới đây là trời mưa hơi lớn các bạn ạ. Mà trời đang mưa rất là lớn luôn. Mình vừa tới là trời vừa mưa luôn. Rồi tôi tới nạm. Tôi đặc biệt. Nói chung tôi đặc biệt đi con. Tôi đặc biệt là nó sẽ to hơn đúng không? Tôi đặc biệt thì nó sẽ có những món như chả nè. Vâng. Đặc biệt nè. Dạ. Gân nè. Vâng. Là thịt nè, nó có 4 thứ đó đặc biệt. Giờ đây cái đặc biệt nè, tôi bây giờ nè tái nạm rồi coi đặc biệt nè, đây đặc biệt. Tức là tô đặc biệt mà tô thường mình cũng để chung một loại tô luôn hả cô? Khác tô á, tô đặc biệt thì tô màu khác. À. Tô giò thì tô khác. Mình nhìn sao mình phân biệt được không? Đây tô đặc biệt là tô màu nâu. Tô màu nâu. Còn tô này là tô giò. Vâng. Còn tô tái nói chung là tô 40 là tô này, tô này tô 45. Vâng. Còn cái tô kia thì 32. Chúng tô 32 coi. Đây tô 32. Đấy. Các bạn đặc biệt nha, tức là tô màu xám là tô 40, 45, tô màu trắng thì 40. Vâng. Còn cái tô này mà có cái hoa này là tô đó là 60. 60. Ô có cả tô 60 luôn hả cô? 60 là tô có giò bò này nè. À vâng. Đấy. Đây là tô này là tô 32. Vâng. Đây tô 32. Tức là ở đây là như vậy là mình sẽ có giá là từ 32 đến 60 cô ha. À 60 là tô bắp bò cô mới bán, cái lúc chứ cô bán chỉ 45 thôi, tại bây giờ ta yêu cầu bán theo cái đuôi bò, cái đuôi bò thì nó mắc quá thì phải bán 60. Dạ vâng. Nè, như tô này là 32 nè đó. Dạ vâng. Đấy. Tô này là tô 45 nè. Vâng. Nè, tô các bạn tham khảo nhé. Đây là tô 45. Đó, tô này là 45. Đó. Đó, tô này là tô 45 nè con. Đó, 45. Là tô này tô 32 này. Vâng. Đó, còn tô này là tô 40. Nạm gân là 40 luôn. Nạm gân em ơi. Người ta đặc biệt là con ai ra luôn nè con. Để cho này số 2. Đặc biệt luôn. Cái này ta yêu cầu chứ cô mới bán. Dạ, tức là tô 60 này là mới bán đúng không cô? Khách yêu cầu mới bán chứ đừng từng khách ta đòi và ăn đuôi bò. À. Thì mình bán theo yêu cầu của khách. À. Đây là một phần 60 mới của quán nha các bạn. Khách yêu cầu bán. Chứ ở trước đây là không có phần này. Đó, 60. Đó, con này tôi 60 rồi đó. Dạ vâng. Đấy, các bạn đang quan sát 1 phần 60.000 nhé. Cái gân trong đây nữa đó. Đây là con 60. Đó, nhìn vậy là. Dạ, rồi. Đưa